Hiện tại thì kênh phụ của mình sắp đạt 100.000 người đăng ký rồi, các bạn hãy cùng dành ra 5 giây để ghé qua bên kênh Tenny Anime ấn đăng ký nhé. Chỉ cần ghi chữ Tenny Anime bạn sẽ thấy ngay kênh của mình. Xin chào mọi người, lại là Tenny đây, tập 1, đây là Murata và Himuro, hai sinh viên khoa học thông thái, nhân vật chính của bộ phim. Mở đầu phim là những câu chuyện về khoa học mà mình nghe cũng chả hiểu gì, rồi đột nhiên Himuro nói, hình như tôi thích cậu đấy, Khiến Yukimura rơi cả cái bánh đang ăn dở, Yukimura phải hỏi lại cô vừa nói gì, Himuro lại lặp lại câu nói đó lần nữa, hai người đều mang vẻ mặt ngượng ngùng, Yukimura nói hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về tình yêu, Himuro thì lại rất thông minh và còn là một đối thủ tuyệt vời, nghe mấy câu này khiến Himuro vui thích đến nỗi tóc cô lắc lư, Yukimura lại nói tiếp không hẳn là anh không có tình cảm với cô được, tuy nhiên anh cũng không rõ mình có thực sự thích Himuro không. Yukimura bắt đầu đặt ra câu hỏi định nghĩa của thích là gì? Dựa trên bằng chứng nào mà cô có thể xác nhận là thích anh? Himuro không hề lưỡng lự mà đáp trả ngay, đưa ra phán đoán mà không có bằng chứng. Thì sao có thể tự gọi mình là sinh viên ngành khoa học cơ chứ? Sau đó cô bắt đầu đưa ra bài thuyết trình, các dẫn chứng và những ước tính sơ bộ về việc thích Yukimura. Như là số lần cô thấy tim mình đập nhanh khi ở bên anh, rồi còn cả xuất hiện trong giấc mơ. Tuy nhiên Yukimura đã phản bác lại, việc đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng này chỉ là ý kiến cá nhân của cô thôi rồi lại trầm tư ngồi đọc tiếp các dẫn chứng khác được đưa ra, anh cho rằng dẫn chứng số lần bị mê hoặc bởi cảnh cậu trầm tư nghe không đúng cho lắm, rồi quay sang thấy Himuro đang nhìn chằm chằm mình. Thế hóa ra là đúng thật, Himuro tiếp tục đưa ra các dẫn chứng thuyết phục hơn, cô bắt đầu nghĩ đến anh nhiều hơn, sau khi anh lần đầu xuất hiện trong giấc mơ của cô. Thế nhưng Yukimura cho rằng nó không ảnh hưởng gì, bởi sự thật anh cũng nhiều lần mơ thấy Himuro. Yukimura hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta trong giấc mơ? Himuro không muốn nói cho lắm nhưng buộc phải tiết lộ. Cô nói hai ta đã nắm tay nhau. Yukimura lấy bút ra ghi lại thông tin. Đột nhiên Himuro kéo anh lại gần và cũng hỏi. Trong giấc mơ của anh thì chúng ta làm gì? Yukimura cũng có vẻ hơi khó nói. Và đáp án của Yukimura cũng là nắm tay. Liệu điều này có đơn giản là trùng hợp không? Còn đây là Kanade, một con người hoàn toàn bình thường trong môi trường khoa học này. Cô đã chứng kiến cuộc nói chuyện siêu lú của hai người. Yukimura đưa ra một ví dụ. A thích B. A và B đều thuộc tập hợp con người, liệu có thể phán đoán như vậy không? Nếu thiết lập được một phép thử, thì sẽ xác định được hai người có thích nhau không? Yukimura chốt lại một câu, tôi đã nghĩ yêu đương chỉ dành cho kẻ ngốc, nhưng lãng mạn cũng chỉ là tập hợp của những con số và dữ liệu. Vậy tình yêu này sẽ là con số không hay một đây? Chúng ta cùng chứng minh điều đó. Kanade đang không hiểu hai con người này nói về chuyện gì. Sau đó, Yukimura đã làm hành động Kabedon với Himuro. Himuro nói chúng ta không nên làm chuyện này đâu. Nhưng Yukimura không cho phép cô bỏ cuộc. Hóa ra, họ đang làm thí nghiệm về sự thay đổi của cảm xúc khi được Cabedon run rẩy vì bồn chồn, tính kích động trong lời nói, còn đây là máy đo nhịp tim. Thật kỳ lạ là tốc độ nhịp tim của cô đập nhanh ngang bằng với khi chạy hết sức, nghĩa là Himuro thực sự thích hành động đó. Chuyển sang hành động tiếp sau đó, nhưng vì cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương nên chả biết hành động tiếp theo là gì, và họ quyết định tra Google. Thí nghiệm đầu tiên, nâng cầm với góc độ từ khoảng 30 đến 40 độ. Thí nghiệm thứ hai, đứng từ phía sau và sắn tay áo với mức độ chênh lệch về chiều cao tầm 23 cm rồi hai người lại lướt điện thoại để tìm kiếm các thí nghiệm khác, thì bắt chợt Himuro tìm thấy một cái gì đó, cô liền bảo Yukimura hãy bỏ kính ra. Độ ngầu của Yukimura khi bỏ kính ra là hơi quá thu hút đối với Himuro, khiến cô chỉ biết che miệng kinh ngạc. Sau một tiếng thử nghiệm nhiều hành động táo bạo, thì dường như những việc làm khiến hai người sát vào nhau đều khiến nhịp tim đập nhanh hơn. Trong khi Yukimura vẫn bình thường thì nhìn Himuro có vẻ không ổn cho lắm, đầu cô hoàn toàn bốc hơi, bất chợt. Himuro bám lấy tay Yukimura khiến khuôn mặt anh không còn giữ bình tĩnh được như lúc trước nữa. Cô nói càng ôm lâu thì sẽ càng thu thập được nhiều dữ liệu hơn, nhưng thật ra là do Himuro vã quá rồi. 10 phút đã trôi qua, khuôn mặt cô trông vô cùng hạnh phúc, Yukimura cũng dần có một cảm giác ngọt ngào. Cuối cùng họ cũng thu được biểu đồ đo nhịp tim của Himuro. Ở phần cuối cùng của biểu đồ là lúc mà Himuro cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chắc hẳn đó là lúc họ thử nghiệm hành động ôm tay kia, nhịp tim của Himuro đã thật sự đập rất dữ dội trong suốt khoảng thời gian. Thế nhưng Yukimura lại nói rằng chỉ có vậy đã kết luận là thích thì vẫn còn hơi sớm anh đã đưa ra một bằng chứng làm ví dụ và Himuro cũng đồng ý mà nói rằng có thể đó là do mãn kinh sớm ở vị thành niên. Đúng là bó tay với hai người này, anh chàng còn nói hành động Kabedon khiến nhịp tim đập nhanh có thể là do cú đập tường mạnh, hoặc có thể trong lúc đó đã có một hành động nào đó diễn ra tình cờ cũng khiến nhịp tim nhanh hơn, và họ quyết định sẽ thử hơn trăm lần Kabedon nữa để đo cho chính xác. Điều này khiến Kanade phải cạn lời, cô đã phải giải thích rằng, đó là về mặt cảm xúc, tình yêu vốn là thứ không thể đo bằng con số và dữ liệu, Kanade đã phải kể lại chuyện của mình thời học cấp 3 cô nàng rất say mê anh thầy giáo đẹp trai, sau đó vì muốn được thầy chú ý hơn, cô đã cố gắng luyện học toán. Rồi dần dần, Kanade đã có hứng thú với khoa học nên mới học ở ngôi trường này. Tình yêu đúng là một thứ thật kỳ lạ, nó có thể khiến ta làm mọi việc, nhưng dường như giải thích với con người chỉ biết tới khoa học này đúng là vô ích mà. Thậm chí anh chàng còn phân tích lại câu chuyện của Kanade và người thầy, còn phân tích những gì thì mình bỏ qua nhé. Tóm tắt đoạn này chắc lú mất, tập 2, đây là Ibarada, là đàn chị trong nhóm, nhưng bà chị này lại chả thấy làm việc gì ngoài chơi game. Hôm nay, Yukimura và Himuro lại tiếp tục thí nghiệm theo dõi nhịp tim, nhưng anh lại đứng quá xa vì sẽ cảm thấy xấu hổ nếu nhịp tim mình tăng lên. Himuro thì cứ tiến lại gần khiến anh chạy vụt đi, nhưng lại bị Kanade vật cho một phát lăn quay. Chắc cô bé này có học môn võ gì đó, tỉnh lại anh thấy mình đã bị trói. Sau đó Himuro tiến đến và đã ngồi dựa vào anh. Cô còn cho phép Yukimura chạm vào mình, thí nghiệm đầu tiên là xoa đầu. Sau một lúc, Yukimura định dừng lại, nhưng Himuro đã bảo đừng dừng lại. Làm tiếp đi anh, cô còn tham lam đòi làm thêm 10 phút. Sau đó, họ đã kể lại câu chuyện cho Ibarada nghe, và bắt đầu xem biểu đồ nhịp tim của Yukimura. Thật bất ngờ, nhịp tim của anh còn cao hơn hẳn. Tập 3, đây là Kosuke, đàn em trong nhóm, bằng tuổi Kanade. Không những tham gia câu lạc bộ khoa học, mà cậu còn tham gia cả câu lạc bộ bóng đá. Yukimura đã hỏi Kosuke rằng cậu đã từng yêu ai chưa? Kosuke trả lời rằng số lượng người yêu của cậu không thể đếm hết được. Người yêu hiện tại của cậu tên là Aika, một người đến từ thế giới xa xôi. Khi được hỏi hãy đưa ra một số dữ liệu chứng minh, Kosuke nói cậu đã tiêu 227.000 yên cho người yêu, trong khi con số mà Himuro dành cho Yuki chỉ vỏn vẹn 728 yên, thậm chí Kosuke còn luôn ôm người yêu trong suốt 2 năm. Ibarada sau khi nghe mọi chuyện đã phải đính chính lại rằng AIKA là một nhân vật trong game. Ibarada và Kosuke là bạn thời thơ ấu nên chị hiểu hết về cậu, và đặc biệt AIKA nhìn rất giống Ibarada, hóa ra Kosuke là một tên wibu chính hiệu đã bỏ hàng đống tiền vào game. Thậm chí mỗi buổi sáng cậu còn hôn cái gối của mình, nhưng cậu luôn giấu kín điều này vì sợ mọi người thấy mình kinh tởm. Sau đó, Yukimura đã phân tích rất nhiều thứ để đưa ra kết luận rằng tình yêu 2D của Kosuke hoàn toàn là bình thường, không có gì đáng xấu hổ hết. Thế nhưng, Himuro lại nói rằng hình như cô đã hết yêu anh rồi, vì những điều kiện mà anh vừa đưa ra để chứng minh tình yêu 2D của Kosuke đúng. Hoàn toàn không giống tình yêu của cô dành cho anh, sợ Himuro hết yêu mình thật nên anh đã quay ngoắt 180 độ anh nói với Kosuke, tôi rút lại lời nói, chú bị điên rồi, chẳng ai lại đi hôn gối ôm suốt 2 năm như thế cả. Yukimura còn chẳng thèm nghe cậu ta giải thích nữa mà kết luận, tình yêu của cậu bị ngáo chuẩn mẹ nó rồi. Đây là câu chuyện Himuro kể về tuổi thơ của mình với Kanade, vì có sở thích kỳ dị, đó là nghiên cứu sâu bọ, nên cô đã bị bạn bè bắt nạt, bị nói là đồ sâu bọ, đồ ghê tởm. Cô dành cả ngày để quan sát và làm bạn với những con bọ, thì bất chợt gặp một anh chàng rất am hiểu về tập tính của sâu bọ, nhìn ra phía cặp sách, cô thấy hóa ra cậu cũng bị bắt nạt giống mình, nhưng cậu hoàn toàn lạc quan, chẳng thèm để ý đến bọn bạn kia, còn Himuro thì không thể làm được như vậy. Bị bạn bè chửi, bị ghét bỏ khiến cô vô cùng buồn bã. Cậu bé đã phân tích các thứ để động viên cô, cậu còn nói sự thật họ ghét cô không hẳn vì bọ mà là vì ngoại hình. Nếu cô chịu sửa sang lại ngoại hình và ngừng cao đầu về phía trước thì mọi thứ sẽ thay đổi. Tuy nhiên, Himuro không biết cậu bé ấy là ai và luôn muốn được gặp lại cậu. Thì lúc ấy, Yukimura đã nghe hết câu chuyện, anh còn nói nếu gặp lại hắn, chắc chắn anh sẽ thắng hắn trong mọi cuộc tranh luận. Kanade nghe cuộc nói chuyện của hai người mà bực mình quá đã hét lên rằng thằng nhóc đó chính là anh chứ ai vào đây nữa. Tại sao cả hai người lại không nhận ra điều hiển nhiên này? Kanade đã đưa ra một việc làm cho hai người, đó là hãy lên kế hoạch hẹn hò đi. Sau khi cả nhóm đã bàn xong kế hoạch cho hai người, bước tiếp theo đó là Yukimura phải mời Himuro đi hẹn hò. Yukimura thì bảo không cần thiết đâu trong khi Himuro đang rất mong chờ việc đó. Thấy thế nên anh đã quyết định mời cô. Himuro mỉm cười. Tập 4. Để có thể đo cảm xúc phục vụ cho việc nghiên cứu. Himuro và Yukimura đã sử dụng cái app trên điện thoại bằng cách họ sẽ nhấn liên tục vào màn hình mỗi khi có cảm xúc nào đó. Đi hẹn hò mà hai người còn tính toán đến từng tích tắc, thậm chí họ còn trả thèm thay đồ mà mặc nguyên bộ nghiên cứu đi chơi. Sau khi đi lựa đồ vì bị Kanade bắt, Himuro đã làm cho Yukimura phải ngạc nhiên vì bộ đồ mới rất hợp với cô. Sau đó hai người cùng đi ăn với nhau, và thử thách mà Yukimura phải làm đó là trước khi rời khỏi quán anh phải cầm tay Himuro và nói là đi thôi nào, nhưng anh đã không thể làm được khiến cô giận dỗi bỏ đi ra ngoài thì gặp phải một thằng fuckboy, dù đã thẳng thừng từ chối nhưng Himuro vẫn bị hắn cầm tay để gã đi chơi. Lúc ấy, Yukimura đã đến giải cứu cô, tuy lúc nãy cứng rắn là thế, nhưng thật sự Himuro rất sợ hãi. Cô đã nắm chặt lấy tay anh, sau đó tên fuckboy còn bị anh dạy cho một bài học khiến hắn đơ cả người, rồi Yukimura lại cầm tay Himuro đi. Trong khi anh nghĩ rằng việc vừa rồi chắc hẳn đã làm mất hình tượng của mình trong mắt Himuro, nhưng thật ra cô lại thấy Yukimura vô cùng ngầu. Khi chơi trò tàu lượn, hai người đều rất muốn nắm tay nhau, nhưng lại giả vờ như muốn nắm tay chỉ để giảm khả năng rơi khỏi tàu. Cuối cùng là hẹn hò trên vòng đu quay, Yukimura đã tặng cho Himuro một cặp khuyên tai và nói, có vẻ tôi đã không đáp ứng được điều kiện của việc hẹn hò, nếu cô không hài lòng với kết quả của buổi hôm nay, thì tôi rất xin lỗi. Himuro trả lời rằng, tôi cũng không chắc ta đã đạt được điều kiện của buổi hẹn chưa, nhưng tất cả được thể hiện ở những con số, tổng cộng là có đến 1925 lần cô cảm thấy hạnh phúc trong suốt buổi đi chơi, thậm chí ngay lúc này nó vẫn đang tăng. Hai người vui vẻ ra về. Tập 5, đây là thầy giáo Ikeda Kassin, một người thầy hay đáng trí. Hôm nay có buổi họp của nhóm, Kanade và Kosuke cần làm bài thuyết trình của năm nhất. Kosuke lười quá đã lơn lẹo rằng, em rất muốn đọc nhưng người phụ nữ của em không cho phép. Sau đó thầy rất tức giận đã hóa bản năng vô cực dọa cho một trận. Thầy Ikeda giỏi cả về kiến thức cũng như thể chất, nên Kosuke không dám từ chối nữa. Yukimura đã bắt đầu cuộc họp nhưng anh đã chiếu hình ảnh mình và Himuro đi hẹn hò lên, nghe kể mọi chuyện, ông thầy bắt đầu cảm thấy hơi lú với hai anh chị này. Himuro đã đọc lại câu nói của Yukimura khi cứu cô khỏi tên fuckboy, và nói đó là lúc nhịp tim mình đập nhanh nhất. Yukimura ngại quá đã túm lấy cổ áo cô nói rằng, sao cô phải ghi chi tiết lại từng lời của tôi như vậy? Rồi anh trả đũa bằng việc gửi tấm ảnh chụp Himuro khi trên vòng quay. Lúc đó, cô đã nói, đây là số lần tôi thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất hôm nay, cũng khiến cô ngại mà run bần bật. Thế nhưng cả anh cũng vô cùng ngại mặt hai người đỏ như quả cà chua, đến cả người ngồi nghe như Kanade và Kosuke còn phải đỏ mặt nữa là, chưa dừng lại, Yukimura còn chiếu cả cảnh Himuro và anh đang uống chung cốc nước bằng ống hút đôi, thầy Ikeda có vẻ rất thích thí nghiệm này. Thầy gợi ý rằng cần thêm người làm thí nghiệm sẽ có nhiều thông tin hơn. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Yukimura nói rằng trong phòng này sẽ có 15 thí nghiệm, Kanade thấy không ổn chút nào. Nhưng Yukimura ép buộc cô phải tham gia, Himuro bực mình quá đã gõ một cái vào đầu anh vì dám bắt nạt đàn em nên hai người đã cãi nhau. Kanade đã cầm tay Yukimura để ngăn hai người cãi nhau, nhưng cô gái này với sức khỏe phi thường, cầm mà như bẻ khiến tay Yukimura như sắp gãy đến nơi, để dẹp cái mới lộn xộn này. Thầy giáo đã phải thức tỉnh Haki bá vương khiến không khí bỗng chốc im bặt. Thầy nói Yukimura không được ép buộc người khác làm thí nghiệm như vậy. Kanade vừa mới vui được mấy giây thì thầy nói, thay vì thế, sao em không làm với tinh thần tự nguyện nhỉ, khiến cô chỉ biết há hốc mồm. Nắm đấm ông thầy to như này thì ai dám chống đối thế là cả nhóm đều đồng ý thí nghiệm. Thí nghiệm 1, Yukimura x Kosuke. Yukimura đã thực hiện hành động Kabedon với Kosuke khiến cậu ta đỏ hết cả mặt, tim còn đập thình thịch nữa chứ. Không biết có bạn nào thích cảnh này không nhỉ? Dù không muốn nhưng Kosuke vẫn phải ngậm ngùi mà bấm liên tục vào cái máy đo cảm xúc. Ibarada thì có vẻ khoái nhìn cảnh này, chị ta còn trêu, chắc chắn em đang yêu Yukimura rồi. Bị trêu khiến cậu tức quá nên đã thách thức Ibarada, đợi đến lúc thí nghiệm của chị với em đi, nếu lỡ chị có yêu em thì cũng bị lộ hết thôi ibarada đâu có chịu thua đã phản bác lại còn em thì sao không phải chị sẽ làm tim em đập nhanh hơn chứ kosuke đáp lại người như chị thì còn lâu nhá. trong tim em chỉ có ai ca thôi vậy chúng ta hãy thử làm thí nghiệm này đi người thua sẽ phải mời người thắng dango một tuần kosuke sẵn sàng nhận lời luôn trở lại với yukimura lần này đến lượt Kanade đút cho anh ăn himuro ngồi mà cứ cảm thấy bứt rứt cô không thể chịu được cảnh yukimura được người con gái khác làm chuyện đó nên đã gặm luôn miếng thịt quay về phòng thí nghiệm hai người kia đã chuẩn bị xong thấy cảnh này làm sao mà Kosuke chịu nổi được cơ chứ? Cậu đã cố gắng suy nghĩ rằng chị ta chỉ là con quỷ đang cố moi dango của mình thôi, phải cố giữ bình tĩnh. <laughs> Ibarada đã giả giọng của Aika làm Kosuke không sao đỡ nổi. Thế là phải mất dango cho Ibarada. Kosuke còn trách chị, sao chị dám đồ nghịch với trái tim trong sáng của em? Tiếp theo là lần hai. Lúc này, Kosuke đã hoàn toàn rơi vào trạng thái không cảm xúc chị ibarada hỏi rằng làm như này có khiến em nhớ lại ký ức hồi nhỏ không ngày xưa chúng ta luôn ngồi như thế này thậm chí còn dựa vào nhau mà ngủ quên mất và thế là em đã đáy dầm lên chị hồi chị bắt đầu lên tiểu học em tưởng rằng chị phải đi xa nên đã khóc lóc nói rằng em sẽ cưới chị chị không được đi hồi sơ chung đó là lần đầu tiên em chơi game hẹn hò trong phòng chị kosuke chỉ biết nói ra mero trong tuyệt vọng nhưng chưa buông tha chị ibarada nói tiếp và cũng chính lần đó em thích nó đến mức ướt cả quần Quả này chí mạng quá, Kosuke không thể chịu nổi nữa rồi, và thế là cô đã có rất nhiều dango để ăn. Nghe kể về thí nghiệm vừa rồi, mọi người đều phải chấp nhận rằng nhóm này đúng là không ai có thể thắng được chị, nhưng thật ra nhìn vào biểu đồ, trong thời gian làm các hành động với Kosuke, nhịp tim Ibarada cũng đã có lúc thay đổi. Rồi cô đưa ra một gợi ý cho Yuki và Himuro, tại sao hai em không thử hôn nhau đi? Nghe câu này cái sốc luôn. Tập 6, hai người đã quyết định nghe theo lời Ibarada, nhưng trước tiên vẫn cần phải đo đạc các góc độ cái đã, dường như điều này quá là cứng nhắc khiến Himuro liên tục nhấn vào nút không muốn, Himuro liền nói không phải cô không muốn làm chuyện này, mà là cô muốn làm theo cách khác nhưng lại không biết diễn tả. Biểu cảm của Himuro lúc này quá đáng yêu, khiến Kanade không kiểm chế được đã ôm chị, lại phải để con người bình thường ra tay. Kanade giải thích rằng một nụ hôn không thể làm theo cách này, nó phải tùy thuộc vào tâm trạng, hôn ở những nơi khiến tâm trạng tốt mới thực sự có ý nghĩa. Ví dụ như lần hai người ngồi trên vòng đu quay, Himuro thử tưởng tượng thì thấy đó đúng là lúc cô muốn hôn thật, vậy là cũng thông não được con người này. Sau đó họ lại phân tích đến các yếu tố khác, cần có khung cảnh lãng mạn, tâm trạng phải tốt. Có sư kê với kinh nghiệm yêu lâu năm đã đưa ra những dẫn chứng tiêu biểu, trên du thuyền, phim lãng mạn tại dạp, xem pháo hoa, xem phim người lớn, vân vân, đây là những khung cảnh khiến tâm trạng tốt. Tất nhiên là trừ cái cuối ra nhé, Himuro nhận xét có vẻ như đó là những địa điểm ít người qua lại nhưng ibarada đã phản bác rằng thử tưởng tượng cảnh một nụ hôn bí mật giữ lúc đông người xem pháo hoa nó cũng không tệ nhỉ còn nếu nụ hôn trong lúc pháo hoa mà bị đông người nhìn thấy thì lại hoàn toàn không ổn tiếp theo là sự ồn ào nếu âm thanh ngoại cảnh vượt qua mức nào đó thì chắc chắn tâm trạng cũng không ổn tiếp theo là về cường độ chiếu sáng khi ở trong bóng tối con người sẽ cởi mở và tự do hơn và đặc biệt là một cuộc trò chuyện thư giãn với nhiều sự tĩnh lặng và ngập ngừng. Ibarada khuyên rằng, hai đứa lúc nào cũng tán gẫu tranh luận. Tại sao không thử im lặng một lúc trong khi nhìn vào mắt đối phương, lập tức bắt tay vào thử nghiệm luôn. Quả nhiên điều mà chị Ibarada nói là đúng, nếu im lặng và nhìn thẳng vào mắt nhau, tâm trạng thực sự lên rất cao. Như vậy họ đã tổng kết được 5 điều kiện cần thiết cho một lần hôn, nhưng vấn đề ở chỗ là làm sao để liên kết năm thứ này lại một cách hợp lý nhất. Vì nếu chỉ cần một điều kiện có tần số hơi khác so với bốn cái còn lại thôi, là tâm trạng sẽ không thể thực sự mút được. Sau khi giải phương trình các thứ, cuối cùng họ cũng tìm được địa điểm phù hợp nhất, đó là sân thượng dưới ánh chiều tà. Cặp đô thử nghiệm đầu tiên là Yukimura và Kanade, nhưng Kanade đã từ chối việc hôn người con trai mà mình không thích, nên Yukimura chỉ hôn tay cô, trở về phòng. Himuro đã hỏi anh ta không làm gì quái dị với em chứ, có thật là chỉ hôn tay thôi không? Ibarada thì nói ở phương Tây, hôn nhau là chuyện bình thường mà lo gì chứ? Rồi cô lại gần và hôn Himuro trước sự kinh ngạc của cả nhóm, đúng là chỉ có mỗi cô mới thấy nó là bình thường. Tiếp theo lần lượt là các cặp, Kosuke và Himuro không có gì đặc biệt hết, Kanade và Himuro thì cũng có cảm xúc. Vì Himuro rất yêu quý cô bé, Kanade là người bạn đồng giới đầu tiên nên cô coi em ấy như em gái mình. Tiếp theo là Kosuke và Yukimura, hai người chuẩn bị hôn mà như sắp đánh trận đến nơi, sau đó, Yukimura đã tra khảo Kosuke. Trong thí nghiệm, ngoài hôn tay cậu có làm gì khác với Himuro không? Gương mặt anh lúc này đúng thật là đáng sợ. Tiếp theo là Ibarada, bà chị này thì hơi bị khủng bố quá. Yukimura nhất quyết không hôn nên đã chạy thục mạng. Tiếp theo là Kosuke và Ibarada, hai người ngồi chơi game chứ có làm quái gì đâu. Còn đây là cặp đôi người bình thường, Kanade và Kosuke. Họ nhận ra rằng chúng ta đã chọn sai phòng thí nghiệm rồi. Những con người này quái dị quá mức. Cuối cùng là cặp đôi được mong chờ nhất, sau một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng dường như lúc này hai người đều vào trạng thái tốt nhất himuro đỏ mặt nói làm chậm thôi nhé Yukimura nắm lấy bờ vai cô hai người tiến tới sát nhau gần hôn rồi đột nhiên không hiểu sao một cái trực thăng từ đâu bay qua khiến bầu không khí tụt dốc không phanh đoạn này muốn chửi thế ghê họ quyết định chờ chiếc trực thăng qua để tiếp tục đến lúc trực thăng qua thì mặt trời cũng dần lặn vậy là yếu tố về ánh sáng cũng không được đảm bảo nữa nhưng anh đoán trước được nên đã chuẩn bị sẵn cây nến sau đó lại đến sự phá đám của người thứ ba vì có nhiều người đến thế là kết thúc thí nghiệm đã thất bại, nhưng Himuro không chấp nhận điều này. Cô không còn quan tâm đến tâm trạng gì nữa, và bắt anh phải hôn ngay lúc này, đến hai người thầy nhìn còn phải ngượng ngùng. Himuro nói, tuy là thí nghiệm, nhưng đây là nụ hôn đầu của cô nên cô muốn nó thật đẹp, và thật sự lại chẳng biết gì về lãng mạn nên cũng rất lo lắng. Himuro giục anh hãy hôn mình đi, thế nhưng Yukimura chỉ hôn vào tóc cô, anh nói hôm nay chỉ làm với chỗ ít tác dụng nhất, Yukimura hứa lần sau sẽ đem cho cô một nụ hôn mang giá trị cao nhất. Himuro đã đổ dập vì độ ngầu của anh và cô đáp vâng. Tập 7 Sau khi kết thúc mọi việc, cả nhóm đã ăn mừng. Trong bữa tiệc, họ còn ngồi phân tích rượu và các số nguyên tố. Kanade rất ngạc nhiên vì Himuro đã uống kha khá, nhưng vẫn có thể tỉnh táo đọc hàng tá những con số khủng khiếp được. Thế nhưng chỉ một phút sau, Himuro say bí tỉ, cô lao vào ôm Yuki Mura rồi nói em yêu anh. Kanade thấy vậy đã khuyên Kosuke, hãy cẩn thận đừng uống nhiều quá mà trở nên giống họ nhé. Nhưng đã quá muộn, cậu ta đã đánh mất bản thân mà lao vào ôm Ibarada rồi nói, em sẽ cưới chị, chị sẽ không rời xa em chứ. Giọng cậu lúc này hệt như đứa nhóc lớp 1, Ibarada trả lời, được rồi, chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ bên em mãi mãi. Nhìn những con người này tấu hài khiến Canada không nhịn nổi cười, cô nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn, mọi người đều rất vui vẻ, được làm những gì mình muốn. Và cô có chút ghen tị, nhưng 20 phút sau, Canada đã hóa thành một bộ dạng khác. Cô nói, các người thôi ngay cái trò chim chuột này đi, gì mà chứng minh chứ, anh chị có biết bao nhiêu người muốn có gấu mà không nổi không? Hai người sao không yêu nhau mẹ đi? Cô tức quá mà vật Jukimura một đòn gãy cả lưng luôn. Vậy là tất cả đã say bí tỉ chỉ trừ Jukimura vì anh không hề uống. Tập 8, Kosuke định sẽ rời khỏi câu lạc bộ này vì cậu thật sự không hiểu gì về khoa học. Sau khi được thầy giáo giải thích khoa học có liên quan nhiều đến các sở thích của cậu, như chơi game hẹn hò hay đá bóng, Kosuke đã tìm thấy được niềm yêu thích khoa học và quyết định sẽ ở lại. Cậu còn trêu Ibarada là chị chắc đang thấy vui lắm vì người chị yêu không rời nhóm đúng chứ, nhưng lại bị phũ, không hề có chuyện đó. Có sư kê trở nên nghiêm túc và nói, mọi người ở đây đều thật tài giỏi so với em, nhưng thật ra em cũng không ghét phòng nghiên cứu này đâu. Nói xong, cậu tưởng Ibarada sẽ cười nhạo và trêu cậu như mọi khi, nhưng chị lại nở một nụ cười hiền từ khác hẳn bình thường. Biểu cảm của chị khiến cậu đỏ mặt, một hôm đang ngồi làm việc, bỗng dưng Yukimura nói với Kanade, anh cần nước bọt của em. Himuro vào thì thấy Yukimura đang nằm đao ván dưới đất, chắc vừa bị Kanade vật cho một phát rồi. Thì ra Yukimura và Himuro xin nước bọt là để làm thí nghiệm định lượng oxy taxin, nói ngắn gọn là nếu nghiên cứu được điều này, thì có thể biết được liệu người đó có yêu người mà họ đang chạm vào không. Sau đó, Yukimura đã mở đoạn phim quay cảnh buổi liên hoan hôm trước của Himuro, để lấy ví dụ về oxy taxin, khiến cô rất ngại mà lao vào tấn công anh và bắt anh xóa đi. Nhưng Yukimura nói rằng không được, đây là dữ liệu rất giá trị, nhất định tôi không xóa. Sau đó, hai người đã thử nghiệm bằng cách chạm vào người nhau rất thân mật hai người còn mải ngửi mùi nhau nữa chứ một cảm giác thỏa mãn đang chạy khắp cơ thể họ chẳng lẽ đây chính là số lượng oxy taxin rất lớn đang tràn ra khắp người sao xem mấy cái này nhiều chắc tiểu đường mất sau đó họ đã thu thập nước bọt và so sánh với nước bọt lúc chưa chạm vào nhau còn đây là một nhân vật trông rất nguy hiểm đang đến gần cô ấy bước vào phòng thí nghiệm thì ra đây là yamamoto arika một họa sĩ manga cựu thành viên của câu lạc bộ cô đã chào ibarada vì lâu ngày gặp lại nhưng có vẻ Ibarada không thích cô ấy lắm. Sau khi nghe thầy giải thích về vấn đề mà nhóm đang cần nghiên cứu, Arika đã tỏ ra một gương mặt thật nguy hiểm, cô ngồi ghi chép hết toàn bộ sự việc với một nụ cười nghe thật ghê sợ. <laughs> Tuy là một họa sĩ manga, nhưng cô vẫn chưa có một series nào hết vì bản thảo toàn bị từ chối. Arika nói muốn đưa câu chuyện của hai người vào manga và truyền tải đến toàn thế giới, như vậy sẽ dễ chứng minh được hai người có đang yêu không. Nghe có vẻ ngon ăn nên họ đã bắt tay hợp tác, sắp tới cả nhóm sẽ tham gia hội trại tập huấn hè tại Okinawa, nên thầy Ikeda đã dù Arika cùng tham gia. Cô cảm thấy điều này thật tuyệt vời, cô tưởng tượng sẽ có cảnh mặc áo tắm xuất hiện, rồi cảnh vào ban đêm của đôi trẻ. Họ đã vượt rào với nhau, khiến Yukimura và Himuro đều đỏ mặt cả và nói, còn quá sớm để đến bước đó đấy. Nhưng chị lại tiếp tục nở nụ cười ma quái, chị sẽ vẽ về các em một cách thú vị nhất, không hiểu sao Ibarada lại có cảm giác bất an gì đó. Tập 9. Cả nhóm đã lên máy bay, Yuki Kimura đòi lấy nước bọt của Himuro bằng được, nhưng đã bị từ chối vì đây là nơi công cộng. Nói là thế, nhưng chỉ một lúc sau, tự nhiên Himuro lại cảm thấy thèm được ôm Yukimura. Chính cô là người đã cấm thực hành thí nghiệm nơi đông người, mà giờ trong lòng cứ cảm thấy dạo dực. Phải cố gắng chịu đựng cho tới khi không có ai vậy. Đây là khách sạn mà Arika đã trả một số tiền rất lớn để đặt cho cả nhóm. Mặc dù tiền thì không có, cô nói đây là một sự đầu tư để có thể thấy được thứ gì đó thú vị. Ibarada khuyên mọi người hãy cẩn thận với Arika, vì chị ta sẵn sàng làm bất kỳ thủ đoạn gì vì manga. Đến bãi biển, thấy Himuro mặc bộ đồ bơi quá quyến rũ. Yukimura tim đập thình thịch và không dám nhìn thẳng cô. Trông Himuro sinh hơn gấp 2,34 lần bình thường. Nhưng cô vẫn cứ lo sợ không biết anh ấy cảm thấy sao về mình. Bắt đầu là trò chơi đập dưa hấu. Ibarada đưa ra hướng dẫn là một dãy số phức. Kosuke chẳng hiểu gì nên cậu không thể đập được. Đến lượt thầy Ikeda, nghe hướng dẫn xong cái, thầy đứng vận sức tại chỗ rồi quăng cái gậy một phát trúng thẳng quả dưa hấu luôn trong lúc mọi người ăn dưa hấu Yukimura và himuro đã lẻn đi riêng himuro đã thu nước bọt vào ống thí nghiệm zukimura hỏi chỗ này chắc là không có ai chứ himuro đã sâu cơ thể vô cùng gợi cảm của mình và nói cùng thực hiện thí nghiệm thôi nhưng nghĩ lại thì tiếp xúc trong bộ dạng này liệu có ổn không zukimura suy nghĩ khoan đã mình sẽ tiếp xúc với cơ thể cô ấy đang mặc đồ tắm ư mà để sản sinh ra hóc môn thì càng gần, càng chặt sẽ càng tốt. Nhưng cả hai đều ngại quá nên lại lảng tránh sang việc khác, thì chợt nhận ra họ đang bị bốn con người này nhìn trộm. Ibarada đang ngồi kể lại chuyện hồi nhỏ đi biển cùng Kosuke. Kosuke chạy vui quá đã bị ngã và cậu khóc, nhưng được Ibarada dỗ dành nên đã hết khóc. Thấy tay chị có nhiều vết thương, cậu nói, chị có sao không, nếu ai dám làm chị đau, hãy nói với em, nhất định em sẽ bảo vệ chị, vì em yêu chị. Nghe lại về ký ức đen tối này khiến Kosuke ngại quá, mặt cắt không còn giọt máu. Sao chị lại nhớ dai mấy chuyện đang xấu hổ thế? Ibarada trả lời. Những lúc chị đang trong nguy hiểm và em trở thành người bảo vệ chị, chị nhất định không quên nó đâu. Lúc này, tên fuckboy lần trước đã từng gạ Himuro cũng ở đây. Lần này, hắn đã nhắm vào Ibarada và kéo thêm hai đứa bạn đến cùng. Kosuke đi mua đồ ăn về. Cậu ngạc nhiên khi thấy có ba tên lạ mặt đang ở chỗ chị tưởng họ chỉ đang nói chuyện về game Pokemon với nhau thôi, vì Ibarada hay chơi game đó. Rồi tên kia đã bắt đầu kéo tay cô như lần hắn từng làm với Himuro. Trong khoảnh khắc, Kosuke lao tới. Cậu đấm một cái chảy máu mũi thằng kia luôn. Rồi nói, đừng động đến bà chị này. Ibarada giải thích, họ có làm gì với chị đâu, chỉ đang bàn về game Pokemon thôi mà. Cảm thấy nhục nhã quá, cậu tự rút mặt xuống cát. Rồi bơi tít đi luôn. Hóa ra, tên tóc tím này đã có thói quen cầm tay các cô gái rồi nên mới hiểu nhầm. Sau đó, Ibarada đã nhắc lại câu nói của Kosuke và nói cậu ngầu quá để trêu cậu. Nhưng thật ra, chị cũng cảm thấy rất vui vì điều này. Ibarada nhất định sẽ không bao giờ quên chuyện này và cảm ơn em. Trong khi Kosuke thì đang ngồi khóc lóc vì quá ngại. Tập 10 Buổi tối, trong lúc Himuro đang muốn được ôm Yukimura ngay bây giờ. Nhưng vì nghĩ làm như vậy không được hay cho lắm nên cô lại thôi. Đúng lúc ấy, Yukimura đã vào phòng và muốn hai người hãy làm tiếp công việc còn dở dang. Himuro tưởng sẽ được ôm, nhưng hóa Yuki mura đến để nhận xét về bài thuyết trình của Kanade mà cô bé sắp phải đọc cô liên tục ấn vào nút số lần muốn làm nũng và muốn được ôm himuro muốn được lao vào vòng tay anh dù đang ở rất gần nhưng lại không thể làm được cảm giác thật đau đớn đến buổi thuyết trình Kanade không tự tin cô cảm thấy run sợ khi phải đọc trước đám đông sau khi thấy các thầy giáo chỉ cố tình đưa ra những câu hỏi làm khó học sinh cô lại càng sợ hãi hơn công nhận là mấy ông thầy này đáng sợ thật đến cả kosuke cũng bắt đầu hãi cậu lên đọc bài thuyết trình về game hẹn hò của cậu. Khiến cả hội trường phải ngạc nhiên vì dám nói về game người lớn giữa nơi này. Sau một hồi cãi nhau với ông thầy, cậu ta hăng đến nỗi nói ông thầy là ông giả hói. Yukimura đã đến động viên cho Kanade khi cô lâm vào tình trạng khủng hoảng. Đến giờ thuyết trình rồi nhưng thấy hai người lâu quá. Himuro đã đi tìm họ, một phần cũng là vì cô đang muốn ôm anh quá. Đúng lúc đó, cô thấy cảnh Yukimura đang ôm Kanade. Thật ra là vì đã hết cách nên anh mới phải làm thế để khiến cô bé trở lại như mọi ngày. Kanade đã trở lại bình thường, thế nhưng Himuro thì lại không ổn, cô vội rời đi. Kanade quát rằng lỡ chị Himuro nhìn thấy thì sẽ làm sao, mọi chuyện sẽ thật kinh khủng. Nhưng hai người đâu biết Himuro đã chứng kiến sự việc. Sau đó, Kanade đã lấy lại bình tĩnh và đọc bài thuyết trình về cuộc thí nghiệm tình yêu của hai anh chị. Ảo thật đấy. Và cuối cùng, cô bé đã được khen vì bài đọc rất tốt. Tập 11. Sau đó, Himuro đã cãi nhau với Yukimura về chuyện vừa rồi. Nhưng không phải vì cô sợ anh ta thích Canada, mà cô tức vì Yukimura dám làm điều đó với cô gái khác một cách dễ dàng, trong khi cô thì vẫn chờ được ôm suốt từ hôm qua. Himuro mới hét lên trách mắng, đối với anh thì cô gái nào cũng có thể làm như vậy được sao? Yukimura lần này đã tức giận, nên hai người đã cãi nhau to. Anh mới nói có thể việc mình làm với em ấy như vậy là không đúng, nhưng chúng ta cũng đâu có hẹn hò. Himuro rất buồn rồi bỏ đi. Còn Arika lại đứng nở một nụ cười nguy hiểm sau đó họ đã tránh mặt nhau suốt cả buổi nhưng vì đã phải mong đợi rất nhiều vào chuyến đi này nên himuro tìm cách hòa giải với anh về phòng hội chị em đang bàn cách giúp himuro chị arika đã đưa ra ý kiến là tặng cậu ta một món quà và thế là himuro đã đi mua đồ rồi nhờ arika gói lại cho thật đẹp cô còn đánh một bài luận văn xin lỗi rất dài himuro chạy đi tìm yukimura vì anh đã ra bãi biển một mình nhưng trên đường đi cô chạy rồi bị ngã làm rơi túi quà ra đến ngoài, gặp Yukimura, cô đã đưa túi quà cho anh. Yukimura mở ra. Chiếc hộp đựng kính cô mua tặng anh đã bị vỡ nát. Cô cúi xuống nhặt lên. Rồi bảo anh hãy quên nó đi. Và chạy. Cô suy nghĩ tại sao mọi chuyện lúc nào cũng diễn ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đó là điều không thể xảy ra đối với một người luôn cô đơn một mình. Rồi Himuro ôm mặt khóc. Lúc ấy, Yukimura đã đọc hết bài luận văn của cô. Gương mặt anh lúc này rất nghiêm túc, quyết định sẽ đi hòa giải với Himuro. Tập 12 Kanade thấy lâu quá nên đã thử gọi cho Himuro, nhưng cô lại để quên điện thoại trong phòng. Kanade sang hỏi Yukimura thì mới biết là Himuro vẫn chưa về. Yukimura giải thích là do hộp quà đã bị vỡ, nhưng có điều kỳ lạ là nó vỡ nát đến mức không thể nhận ra. Ibarada nói rằng chị ngồi đây từ nãy nên đã thấy Himuro bị ngã khi chạy ở chỗ cầu thang, nhưng đó không phải điều cô nghi. Khi nãy cô đã thấy Arika đột ngột quay về phòng và có hơi nghi ngờ. Yukimura đã đi tìm chị để xác nhận một số chuyện. Anh vào thẳng vấn đề luôn. Có phải chị là người làm vỡ quà của Himuro? Rồi cậu phân tích. Himuro bị ngã ở những bậc thang cuối, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch, giả sử hộp kính nặng khoảng 50 gram, nó được làm từ nhựa polyvinyl chloride, và với chiều cao của Himuro, thì độ rơi của cái hộp chỉ khoảng 1 mét, năng lượng rơi tự do khoảng 0,49 Jun, lực từ 2,0 đến 9,8 trên mét vuông, thì cái hộp rơi xuống sẽ không thể tan nát đến mức như vậy được nó đã bị phá bởi một dụng cụ gì đó. Dựa vào hoàn cảnh, Kanade chắc chắn không làm chuyện này. Người duy nhất có khả năng chỉ có chị. Arika đã mỉm cười nhận tội. Cô giải thích lãng mạn cần phải có trở ngại. Rồi cô kể về hiệu ứng Romeo và Juliet. Đó là hiện tượng mà sự can thiệp từ những người xung quanh sẽ thúc đẩy tình yêu lớn hơn. Nếu muốn một sự hòa giải kịch tính, trước đó phải có sự tan vỡ tận cùng đã. Như vậy mới thú vị. Đây chính là con người thật của cô. Yukimura đã tới nắm áo cô đe dọa. Nếu chị dám làm gì tổn thương Himuro chắc chắn cậu sẽ không tha thứ. Chị rút điện thoại ra và nói Himuro chạy theo hướng này. Nếu kiên trì tính toán và tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm ra được cô ấy. Rồi cô rút ra trong túi một chiếc hộp kính khác. Hóa ra cái bị vỡ là do cô đã bí mật mua. Còn quà của Himuro vẫn còn nguyên vẹn. Yukimura vội vàng chạy đi tìm Himuro. Cô đã đi được một quãng đường quá xa. Giày thì bị gãy. Chân thường không thể đi được nữa. Chợt nhận ra mình đã quên điện thoại và cũng không biết chỗ này là đâu nên Himuro chỉ biết ngồi khóc một mình, trong lúc đang suy nghĩ tại sao mọi việc cứ xảy ra như vậy chứ, thì bình minh đã lên với một khung cảnh thật đẹp. Cô muốn được ngắm cảnh cùng anh, mà vừa nghĩ xong thì đột nhiên Yukimura đã chạy đến nơi. Himuro rất ngạc nhiên vì anh lại có thể tìm được nơi này. Yukimura đã nhận xét về luận văn của cô quá nhiều lỗi và cảm xúc thừa. Himuro nói, "Tôi đã rất cố gắng tỏ ra thông tuệ, luôn luôn bình tĩnh phân tích tình huống, nhưng vẫn chẳng thể làm gì." Cãi nhau với anh nó chỉ đem đến cho cô những cảm xúc vô cùng tiêu cực. Suốt một thời gian dài hai người đã không hề là một thí nghiệm động chạm nào. Lúc này Himuro mới chịu lên tiếng mong muốn được hòa giải. Cô cầu xin được chạm vào người Yukimura, được anh ôm gọn trong lòng. Himuro trách anh lần nào cũng quá chậm. Yukimura xin lỗi rồi hai người nhìn nhau một hồi. Himuro muốn xin phép được làm mấy chuyện lãng mạn với anh. Nhưng dường như lúc này, năm yếu tố cần thiết cho một nụ hôn đã đầy đủ. Không có người thứ ba, không có tiếng ồn, mức độ ánh sáng phù hợp, không gian bãi biển lại vô cùng thơ mộng, đặc biệt là thời gian yên lặng nhìn vào mắt nhau đã đủ. Tsukimura đã trao cho Himuro một nụ hôn ngọt ngào. Hai người ngại ngùng đi về, nhưng sau đó, trong đầu anh lại lóe lên suy nghĩ, liệu mình tự ý hôn mà không hỏi trước có ổn không? Còn Himuro thì đang chờ anh cõng. Đi được một quãng đường Zukimura cảm thấy cả người cô đang chạm vào mình thật mềm mại nhưng vì yếu quá nên anh đã ngã Zukimura bảo hãy bỏ ra cho tôi đứng dậy nhưng Himuro nhất quyết không buông vì đã hai ngày cô chưa được anh chạm vào mình vậy là Zukimura lại cố hết sức đưa cô về mọi thứ diễn ra một cách vô cùng trùng hợp như vậy chính là ý trời hóa ra trong suốt thời gian vừa qua Zukimura cũng đã cố nghĩ cách làm sao để thực hiện một nụ hôn tốt nhất giữa hai người anh nói mới chỉ là một lần thôi vẫn chưa chứng minh được gì hết tất cả chỉ là khởi đầu. Trở về văn phòng Canada hỏi khi hôn hai người cảm thấy như nào. Trong đầu họ lúc này cùng hiện lên một suy nghĩ. Muốn hôn thêm lần nữa. Nhưng không thể nói thế được, nghe như mình là kẻ có thú tính vậy. Rồi hai người đều giả vờ phê bình nhau. Bị chê là môi khô và mạn khiến Himuro tưởng thật, nên đã giận dỗi anh, mặc dù cô là người chê trước. Thế là Yukimura phải xin lỗi rồi giải thích anh chỉ đang xấu hổ. Thật ra nụ hôn của cô rất mềm và anh không hề ghét nó. Nếu cô vẫn không tin thì anh quyết định sẽ làm thêm lần nữa. Himuro bắt anh phải hôn lâu hơn 2 giây mới chịu tha. Kanade đã ra ngoài để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Vậy là đã hết mùa 1 của anime giải mã tình yêu bằng khoa học. Mùa 2 sẽ được ra mắt sớm nhất các bạn hãy cùng mình đón chờ nhé.